chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tuấn Mobile. Đêm qua có vẻ là một đêm khá là đau thận với những người yêu táo đúng không? Bởi vì những sản phẩm mới nhất đã được Apple cho ra mắt. Và trong video này thì mình sẽ điểm mặt gọi tên lại 5 bếp táo vừa mới được ra lò. Để bạn nào mà chưa xem livestream thì có thể nắm được tình hình và chúng ta gom góp năng lượng ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về một sản phẩm nhẹ nhàng chút đi, đó chính là loa thông minh HomePod Mini. Sáng nay thì mình lướt Facebook thì mình thấy có một người bạn của mình chia sẻ là cái loa HomePod Mini của Apple nhìn rất là giống mấy cái loại trái cây ở ngoài chợ mà được bọc cái lớp lưới bằng xốp á, mà mình thấy nó giống thiệt. Đây là trái cây, đây là HomePod Mini nè. Nhưng mà tóm lại á, thì mình vẫn thấy chiếc loa này đẹp mà nó độc lạ nữa. Bên cạnh đó nó còn nhỏ gọn và ngoài ra nó còn có cái dàn đèn ở phía trên nữa, nhìn rất là bắt mắt. Loa thông minh của Apple này thì sử dụng trình điều khiển riêng, chipset là Apple S5, hai màn rung là bass đó, thụ động và một ống dẫn sóng âm thanh ở phía dưới. Thiết bị này thì cũng có khả năng tạo ra âm thanh thích ứng như là điều chỉnh độ lớn nè, dạy âm thanh như HomePod bình thường. Máy thì được trang bị tính năng intercom cho phép là gửi tin nhắn thoại giữa các HomePod với nhau cùng tài khoản gia đình. Nó khá là giống Google Home. Sản phẩm còn có hỗ trợ Siri điều khiển thiết bị smartphone có tương thích với HomeKit. HomePod Mini được bán với mức giá là 99 USD từ ngày 16 tháng 11 với hai màu xám đen và màu trắng. Người dùng thì có thể đặt hàng từ ngày 6 tháng 11. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến iPhone 12 và thực sự là lúc hình ảnh của iPhone 12 vừa được trình chiếu lên thì trời ơi, mình giống như là quay ngược trở về tuổi thơ vậy đó. Bởi vì thiết kế lần này của chiếc iPhone 12 là thiết kế khuôn viền vuông như là kiểu iPhone 4 ngày xưa vậy. Và nói thật với các bạn thì đây là cái kiểu thiết kế mà mình đã mong nhớ, nhớ thương biết bao nhiêu năm qua, và mình cực kỳ thích cái kiểu thiết kế vuông này luôn. Phải nói rằng iPhone 12 là một phiên bản dậy thì thành công của iPhone 11 khi mà màn hình LCD đã được chuyển sang thành màn hình OLED và có phần mặt bảo vệ gớm, một cái loại chất liệu mới của Corning thay vì kính thông thường. Mật độ điểm ảnh của máy là 460 ppi, cao gấp đôi so với iPhone 11. Chưa hết, máy còn mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16% so với iPhone 11 luôn. Anten cũng đã được tùy biến để hỗ trợ kết nối 5G, cộng thêm chế độ sử dụng LTE thông minh khi mà người dùng không cần đến kết nối quá nhanh của 5G để tiết kiệm pin nữa. iPhone 12 được trang bị hai camera với một ống kính góc siêu rộng là 120 độ f/1.6, hệ thống 7 thấu kính và góc rộng thường cho phép lấy nhiều ánh sáng hơn 27%. Máy có thêm chế độ chụp chân dung thiếu sáng nữa. Cũng giống như người tiền nhiệm thì iPhone 12 cũng có nhiều màu sắc cho chúng ta lựa chọn, trong đó có màu đen nè, màu trắng nè, xanh lá nè, xanh dương nè, đỏ nè. Trời ơi, cái màu nào nó cũng đẹp rụng rời con tim luôn. Và iPhone 12 sẽ được bán ra vào ngày 23 tháng 10 với mức giá khởi điểm là 799 đô la Mỹ. Em táo tiếp theo mình muốn đề cập đến chính là iPhone 12 mini. Và nếu như năm ngoái á, khi mà iPhone SE ra mắt và có nhiều người cảm thấy nhiều điểm khiến cho họ thất vọng về iPhone SE, nhiều người cảm thấy nhàm chán, thì iPhone 12 mini năm nay đã bù đắp hoàn toàn lại tất cả những cái điều thất vọng của các bạn. Tin mình đi, mang tiếng là mini nhưng mà tâm hồn em này lại không hề mini chút nào, khi mà thông số phần cứng bên trong của máy tương tự như là iPhone 12 luôn nha. Chiếc tai thỏ huyền thoại thì vẫn nằm ở đó với thiết kế màn hình tràn viền, nhưng điều đặc biệt là kích thước của màn hình này là 5.4 inch, nhưng mà nó còn gọn gàng hơn cả iPhone 8 có màn hình là 4.7 inch. Thông qua những hình ảnh mình nhìn được cái sự nhỏ gọn của nó thì mình có thể thấy được cái sự cute fumeque tràn ngập của em này luôn. Và iPhone 12 mini sẽ có giá bán là 699 USD, nhưng mà sẽ đến tay người dùng muộn hơn iPhone 12. Thay vì là ngày 23 tháng 10 thì sẽ đến tay người dùng cùng lúc với lại bộ đôi Pro Max là vào ngày 13 tháng 11. Và cuối cùng đó chính là hai sản phẩm được mong chờ nhất, đó chính là iPhone 12 Pro và 12 Pro Max. Ngoài thay đổi về kiểu dáng thì 12 Pro và 12 Pro Max còn tăng kích thước màn hình nên sẽ dài hơn so với 11 Pro và Pro Max. Tất nhiên rồi, hai máy sẽ có màn hình lần lượt là 6.1 inch và 6.7 inch, đều sử dụng tấm nền Super Retina XDR. Cả hai đều hỗ trợ chủng chống nước là IP68 nè, MagSafe, màn hình có phủ tấm bảo vệ gớm như mình vừa đề cập ở iPhone 12 vậy. Dòng Pro thì sẽ có 4 màu sắc cho chúng ta lựa chọn là đen, bạc, vàng và xanh. Sự khác biệt lớn nhất giữa camera của iPhone 12 Pro và Pro Max là bản mắt
thì sẽ sử dụng ống tele tiêu cự là 65mm, zoom quang 5x, trong khi 12 Pro là 52mm và zoom quang là 4x. Cả hai thì đều sử dụng chế độ chống rung trên cảm biến và có thể điều chỉnh 5.000 lần mỗi giây, nên người dùng có thể chụp những cái bức hình phơi sáng 2 giây mà chỉ cần cầm trên tay mà thôi. Máy cũng có hỗ trợ cảm biến LiDAR cho phép quét, phát hiện chủ thể và dựng lại phòng trong thời gian thực. Một số tính năng đáng chú ý khác trên iPhone 12 Pro và Pro Max mà mình có thể kể đến nữa đó chính là kết nối 5G nè, hỗ trợ Apple Pro Pro và Smart HDR3. Giá bán khởi điểm của iPhone 12 Pro là 999 USD và 12 Pro Max là 1099 USD. Nói chung là theo nhiều người nhận định thì năm nay các em táo đã ngon hơn và giá cả phải chăng hơn rồi, cho nên mình càng thấy phấn khích hơn. Nhưng mà còn một thông tin nữa mà mình muốn thông báo đến cho các bạn, đó chính là Apple nói là vì yếu tố môi trường cho nên là sẽ loại bỏ cục sạc ra khỏi hộp của iPhone, chúng ta sẽ không có cục sạc tặng kèm nữa. Lý do thì nghe rất là chính đáng và cực kỳ đúng luôn, nhưng mà sao mình nghe mình đau cái túi và đau lòng mình quá đi. Nói chung là với bản thân mình thì lần này đợt sản phẩm này của Apple làm cho mình cảm thấy rất là thích, rất là phấn khích, bởi vì như mình đã chia sẻ trước đó thì mình cực kỳ thích cái thiết kế vuông vức này luôn. Còn các bạn thì sao, các bạn nghĩ như thế nào thì hãy để lại comment cho Minh Tuấn một bài viết nha. Và chắc chắn rồi, sau khi mà những em táo này cập bến thì Minh Tuấn Mobile sẽ còn gửi đến các bạn những cái nhìn cận cảnh hơn, những cái bài đánh giá chi tiết cụ thể hơn nữa. Cho nên là đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi thêm nhiều video của tụi mình, hoặc là có thể đến trực tiếp tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile để trải nghiệm những em táo này luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Minh Tuấn Mobile.